trẻ em ho nhiều phải làm sao là câu hỏi làm nhiều bố mẹ trẻ đau đầu con ho nhiều ngày không dứt là dấu hiệu của những tổn thương tại đường hô hấp bố mẹ hãy trở thành những người bác sĩ gia đình để giúp trẻ đẩy lùi cơn ho trẻ em ho nhiều phải làm sao hãy tìm hiểu nguyên nhân gây ho ho bản chất là phản xạ tự nhiên nhằm loại bỏ những tác nhân gây hại với cơ thể đây là một triệu chứng thường gặp ở trẻ nhỏ trong những năm tháng đầu đời tuy nhiên một số trường hợp trẻ ho kéo dài đến vài tuần không khỏi điều này khiến bố mẹ băn khoăn và phải thắc mắc tại sao con bị ho trẻ em ho nhiều phải làm sao bệnh hen suyễn làm trẻ em ho nhiều bản chất của bệnh hen phế quản hay hen suyễn là sự sưng phù co thắt các phế quản ở trong phổi do viêm khi đó trẻ bị lên cơn hen cấp làm cơ thể bị thiếu oxy điều này xảy ra khi bé tiếp xúc với những tác nhân gây kích thích như khói bụi lông động vật khói thuốc lá phấn hoa thuốc những tác nhân trên đối với trẻ bị hen gọi là dị nguyên tùy vào cơ địa từng bé sẽ xảy ra phản ứng với các dị nguyên khác nhau một số trường hợp trẻ bị lên cơn hen ngay cả khi vận động nặng hoặc bị stress các triệu chứng thường xuất hiện ngay lập tức cơn hen cấp xảy ra với các biểu hiện như trẻ ho nhiều khó thở nhịp thở gấp đau tức ngực tím tái sự thiếu hụt oxy làm con khó chịu hoảng loạn quấy khóc điều này khiến bố mẹ thêm lo lắng bối rối không biết trẻ em ho nhiều phải làm sao khi đó sự trần trừ trong cách xử lý có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ tuy nhiên ở trẻ nhỏ thì những cơn hen ban đầu thường không rõ ràng đôi khi trẻ chỉ bị ho thở khò khè nên rất khó nhận biết vì vậy khi thấy con bị ho dai dẳng nhiều ngày ba mẹ đừng bỏ qua mà hãy theo dõi trẻ nhiều hơn bởi đó có thể là những dấu hiệu đầu tiên của bệnh lý hen phế quản Trẻ em ho nhiều do bệnh viêm phế quản. Viêm phế quản là bệnh lý đường hô hấp phổ biến ở trẻ nhỏ mà ho là một trong những triệu chứng đặc trưng. Số liệu cho thấy tỷ lệ trẻ mắc viêm phế quản phải nhập viện đang tăng lên theo từng năm. Trong số đó, đa phần là do môi trường sống và những sơ suất trong cách chăm con của cha mẹ. Vi khuẩn, virus, khói thuốc lá, bụi bẩn ở ngoài môi trường dễ dàng xâm nhập vào đường hô hấp của trẻ. Khi sức đề kháng của trẻ không đủ khỏe sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển và gây viêm. Giai đoạn đầu của viêm phế quản là quá trình viêm tai mũi họng với các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau họng. Sau khoảng 5 ngày các triệu chứng sẽ biểu hiện rõ ràng hơn, tiếng ho vang kéo dài, ho ra đờm, đau tức ngực, khó thở, thở khò khe, cơn ho dữ dội có thể làm trẻ thức giấc vào giữa đêm. Quấy khóc và khó ngủ lại. Lúc này, câu hỏi trẻ em ho nhiều phải làm sao sẽ trở nên khó khăn hơn. Bé ho dai dẳng, nhiều ngày vì bị cảm lạnh. Đa phần trẻ em đều đã từng bị cảm lạnh trong những năm tháng đầu. Nhưng do không hiểu hết về bệnh cảm lạnh nên cha mẹ thường bối rối trong cách chăm sóc trẻ. Từ đó có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn, khiến quá trình điều trị kéo dài. Điều này có thể làm tổn hại đến sức khỏe của con. Bệnh cảm lạnh thực chất là do tác nhân virus và ban đầu thường không biểu hiện nhiều. Trong vài ngày đầu trẻ thường chỉ ho khan, nhức đầu, mệt mỏi nên dễ bị bỏ qua. Sau khoảng 4 đến 5 ngày, khi sức đề kháng của bé suy yếu, vi khuẩn có cơ hội xâm nhập. Lúc này bệnh sẽ biểu hiện với nhiều triệu chứng hơn trẻ ho da đờm xanh vàng, đau rát họng, sổ mũi và đôi khi có sốt. Khi các triệu chứng xuất hiện rầm rộ hơn, mẹ mới lo lắng và tìm hiểu trẻ em ho nhiều phải làm sao. Nhưng lúc này quá trình điều trị bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Trẻ thậm chí sẽ phải dùng đến thuốc trong nhiều ngày. Sau khi bệnh suy giảm ho khan lại là triệu chứng hết muộn nhất. Mặc dù cơ thể đã khỏe lên nhưng nhiều trẻ vẫn còn ho đến hàng tuần sau đó. Lúc này mẹ không nên lo lắng về vấn đề trẻ ho nhiều phải làm sao mà hãy tập trung bồi bổ cho con. Các nguyên nhân khác làm bé bị ho. Câu hỏi trẻ em ho nhiều phải làm sao cũng được đặt ra ở nhiều bệnh lý khác nữa. Khi có tổn thương tại đường thở, biểu hiện thường thấy ở trẻ là ho. Đó có thể là viêm phổi, viêm xoang, viêm amidan, mắc dị vật tại đường thở, suy tim, dị ứng. Tuy nhiên giai đoạn đầu của một số bệnh lý lại khá thầm lặng và khó nhận biết. Giải đáp trẻ em ho nhiều phải làm sao con ho dai dẳng nhiều ngày, ho nhiều hơn về buổi đêm khiến cha mẹ bồn chồn lo âu. Vậy giải pháp nào cho câu hỏi trẻ em ho nhiều phải làm sao là hiệu quả nhất? Bố mẹ có thể tham khảo những giải pháp sau. Trẻ em ho nhiều phải làm sao? Vệ sinh mũi họng. Bác sĩ khuyên rằng vệ sinh mũi họng là việc đầu tiên cần làm mỗi khi nhận được câu hỏi trẻ em ho nhiều phải làm sao. Đảm bảo mũi họng bé luôn sạch sẽ giúp hạn chế sự tấn công của virus vi khuẩn nhất là ở giai đoạn sức đề kháng của con bị suy giảm. Ngoài việc ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn, nước muối sinh lý còn giúp long đờm hiệu quả. Từ đó làm dịu vùng cổ họng, trẻ sẽ không còn thấy ngứa, khó chịu và sẽ ít ho hơn. Mẹ hãy hướng dẫn trẻ xúc họng rửa mũi bằng nước muối 2 đến 3 lần mỗi ngày. Đồng thời mẹ cần giám sát và đảm bảo trẻ thực hiện đúng. Vệ sinh mũi họng là việc cần làm mỗi ngày. Ngay cả khi trẻ không có biểu hiện bệnh bởi môi trường sống hiện nay tiềm ẩn rất nhiều mầm bệnh và trẻ nhỏ là đối tượng rất dễ bị tấn công. Xúc họng, rửa mũi bằng nước muối sẽ hình thành tấm lá chắn bảo vệ cho sức khỏe cho bé. Trẻ em ho nhiều phải làm sao? Giữ ấm cho trẻ. Giữ ấm là phương pháp giúp bảo vệ con khỏi những yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Đối với trẻ bị ho, mẹ nên cho trẻ mặc đủ ấm và uống nước ấm mỗi ngày. Vào ban đêm, mẹ không nên để trẻ nằm thẳng quạt hoặc để điều hòa quá lạnh. Nước ấm giúp làm ẩm cổ họng, làm dịu sự đau rát họng khiến trẻ thấy dễ chịu hơn. Cổ họng dịu đi sẽ giúp trẻ không còn ho nhiều như trước. Ngoài ra, môi trường ẩm tại niêm mạc sẽ hạn chế sự bám dính và phát triển của vi khuẩn. Khi đó ngăn chặn được tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn. Trẻ em ho nhiều phải làm sao? Bổ sung dưỡng chất. Tăng cường sức đề kháng là điều cần làm ngay từ khi trẻ có những dấu hiệu đầu tiên. Mẹ hãy cân nhắc lại thực đơn ăn uống của con. Bổ sung những dưỡng chất thiết yếu như chất đạm, lipid, vitamin, khoáng chất. Một thực đơn tốt là đảm bảo được sự cân bằng dưỡng chất và trẻ có thể hấp thu tối đa. Trẻ em ho nhiều phải làm sao? Dùng mật ong trị ho. Cách làm: hòa tan một muỗng mật ong vào ly nước ấm, cắt thêm một lát chanh để tăng hiệu quả. Sau đó cho bé uống mỗi ngày, hướng dẫn trẻ uống từng ngụm nhỏ một. Cách này sẽ giúp mẹ bớt lo lắng hơn vì câu hỏi trẻ em ho nhiều phải làm sao? Mật ong là vị thuốc được ông cha ta sử dụng nhiều trong những bài thuốc trị ho. Bên cạnh vị ngọt tính ấm, mật ong còn rất tốt cho người bị ho khan. Tuy nhiên mẹ cần lưu ý là chỉ dùng mật ong với trẻ lớn hơn 2 tuổi. Tóm lại, trẻ em ho nhiều phải làm sao là mối bận tâm chung của nhiều bố mẹ có con nhỏ. Hiểu về các bệnh lý gây ho và nắm vững các biện pháp giảm ho tại nhà là điều bố mẹ nên làm. Bên cạnh đó, cha mẹ nên chủ động bổ sung các nguyên tố vi lượng cho con bằng cách sử dụng Infovit để tăng sức đề kháng nhé. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.